Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần diễn đọc Dương Vũ. Trong khi đó chàng cười ngạo nghễ nói: "Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Nào chúng ta hãy phân tài cao hạ một phen." Hai người đều dẫn công thủ thế, Hà Thế Ngọc liền xuất thủ trước. Tay của chàng xuất ra một chỉ thẳng tới trước mặt địch thủ. Cuồng Phong Tuấn Khách Trần Lưu Bình trùng thủ rồi chưởng đưa xuống, đánh ra một chưởng cuốn ra một luồng gió thích mạnh vào cánh tay của Hà Thế Ngọc để quá giải chỉ phong của chàng. Nghe tiếng gió, Hà Thế Ngọc lẹ làng tránh sang một bên, luồn tay ở phía dưới công lại một chiêu. Lần này cả hai đều dốc hết toàn lực nên trận đấu so với lúc nãy tăng thêm phần ác hiểm hơn nhiều. Chẳng những họ đấu chiến pháp mà còn thử nhau về nội công nữa. Bất cứ bên nào dù sơ hở trong đường tơ kẻ tóc thì cũng bị chuốc lấy thảm bại rồi. Tô Bích Dân đứng bên ngoài vô cùng xót ruột. Nàng chỉ muốn nhảy vào tiếp sức, nhưng chỉ sợ làm cho Hà Thế Ngọc thêm phân tâm mà thôi, nên đành đứng ở bên ngoài thủ thế sẵn sàng tiếp ứng cho chàng. Trận đấu giữa Hà Thế Ngọc và Tần Lưu Bình mỗi lúc như chận lại, khiến kẻ đứng ở bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là cả hai đều đã đuối sức. Nhưng sự thật là cả hai đang gườm nhau dùng những chiêu thức võ công tuyệt kỹ để mong tìm chỗ sơ hở của đối phương để trừ nhau. Ai đã từng kinh nghiệm trên chốn giang hồ võ lâm mới biết được rằng càng đánh chậm chừng nào thì chiêu thuật càng ác liệt chừng nấy. Và họ cũng nhận thấy ngay, cả hai đang chú tâm dùng tất cả những công phu nội lực để phản công, cơ trí và kinh nghiệm để giao đấu giành phần thắng lợi. Giao đấu với nhau hàng trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại, thật là ghê gớm. Trên đỉnh cao, tuyết mỗi lúc mỗi rơi nhiều hơn, nhưng cả hai đối thủ như không màng tới. Tô Dân Bích áo hồ cừu đã đóng đầy hoa tuyết đang trút xuống mỗi lúc mỗi nhanh. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cho nàng rùng mình. Sự căng thẳng của trận đấu lại làm cho nàng lạnh toát cả châu thân. Tuyết đã bám đầy trên mái tóc, trên khuôn mặt khả ái của một cô gái, nhưng nàng vẫn không dám đưa tay lên gạt đi. Tuyết động trên rèm mi, nàng cũng không dám chớp mắt. Chỉ sợ sau cái chớp mắt nhanh chóng đó, một sự thảm bại chết người mà nàng không kịp chứng kiến mà thôi. Nàng đứng im lìm như pho tượng của vị thần dệ nữ. Tuyết Như vẫn còn ngớ ngẩn nhìn quên rơi hạt. Cả ba nhân vật đều bất động làm cho gió trên cao cũng như ngưng chuyển động. Thật là một bức tranh sống động vô cùng. Hà Thế Ngọc dần dần không nhịn được, chàng hét lên như hổ dữ, thân hình bay vọt lên không. Tần Lưu Bình thấy vậy liền xuất chiêu Bát Phong Đả Long đánh tới. Tám chỉ phong như điện xẹt bay thẳng lên không, rồi sắp điểm vào đôi chân của Hà Thế Ngọc đang lơ lửng ở trên không. Thế Ngọc nhanh nhẹn co chân lại, uốn mình lộn trên không ba vòng. Thân ảnh của chàng như một con dao long uốn khúc trông vô cùng ngoạn mục. Tần Lưu Bình đánh hụt đối phương, y tức giận gầm lên một tiếng, giận khí đan điền. Đạp tuyết nhảy giọt lên cao hai trượng, dùng thức độc tiên quy phong, đồng thời ném giúp lên cao một tín hiệu. Hà Thế Ngọc thoáng thấy cười gằn, rồi co chân nhảy lộn ra đằng sau mấy vòng thoát khỏi nói: "Ác ma, không ngờ mi là bọn tay sai của Liên Hoa Cung, thế thì tội mi càng đáng chết hơn." Tần Lưu Bình giật mình nhủ thầm: thiếu niên này khinh công đã đến mức tuyệt đỉnh, thần pháp lợi hại phi thường, cứ chiến đấu mãi chưa chắc đã làm gì được. Đánh hụt một chiêu, Tần Lưu Bình đã từ ở trên cao đáp xuống. Hai chân của hắn vừa chạm đất thì trên đầu đã có một làn gió ép xuống. Hốt hoảng, hắn đẩy ra một luồng cương khí chống đỡ bản thân. Hà Thế Ngọc như một mũi tên thần, chàng tung mình lên cao rồi lộn người, hai chân xoay ngược lên trời, vũ lộng song chưởng đánh xuống Tần Lưu Bình.
Đây là một chiêu thức tuyệt diệu mà chàng đã học được ở Bách Tùng Động, và sau này chàng sẽ làm cho các cao thủ võ lâm trong giang hồ phải nể oai khiếp vía. Tần Lưu Bình trông thấy Hạ Phong thấy chàng biến chiêu lợi hại, lòng vô cùng sợ hãi, vội vận khí hành công đẩy lên theo thế nghênh dũng để chống lại áp lực của đối phương ở trên cao. Bây giờ chiến lực của hai bên xoáy vào nhau, hai luồng nội lực phát ra một tiếng động, cả hai đều rung chuyển toàn thân. Hà Thế Ngọc mượn thế chưởng bay lên cao, trên một vòng trên không rồi đáp xuống gần đỉnh đầu của Tần Lưu Bình. Chàng chúi mũi hài điểm mạnh vào vai của đối thủ. Tần Lưu Bình cũng phải trải gần 15 năm tung hoành ở vùng quan ngoại, và giờ đây đã trở thành thượng khách của Liên Hoa Cung. Võ công của y cũng đã làm cho thập tú hộ pháp và thập nhị thái bảo, những tinh hoa của Liên Hoa Cung phải nể phục. Vậy mà giờ đây y phải toát mồ hôi trước một thanh niên trẻ tuổi hơn y cũng hơn một giáp. Y còn sợ trước thế đánh bài lộn ở trên không mà lại công địch lanh lẹ của chàng trai, nên hắn nhủ thầm: thật là một kỳ nhân của giới võ lâm vậy. Hai người quyết đấu gần trăm hiệp mà vẫn chưa phân định thắng bại. Thế Ngọc luôn luôn ở thế áp đảo, nhưng Tần Lưu Bình nhờ có nội lực và kinh nghiệm mới chống cự được. Thế Ngọc thì quyết diệt trừ Tần Lưu Bình trong lúc y biết khó, và đã phát tín hiệu cầu viện đồng bọn, nên chỉ thủ thế và kéo dài. Những chiêu thức kéo dài cuộc đấu miễn sao không bị đánh bại là được rồi. Hà Thế Ngọc tưởng chỉ qua vài chiêu là có thể hạ được Tần Lưu Bình, ngờ đâu giao thủ gần trăm hiệp mà chàng chưa nắm được phần thắng. Hà Thế Ngọc nổi giận vô cùng, liền tung ra các đạo kình phong nhắm ngay những yếu huyệt, mạng môn, kiên tĩnh và kỳ môn của Tần Lưu Bình. Tần Lưu Bình thấy vậy dùng song chưởng múa nửa vòng nhắm thẳng vào quyền cơ huyệt của Hà Thế Ngọc. Đồng thời tay trái của hắn cũng tung nhẹ một chưởng đẩy lui Hà Thế Ngọc để che chở cho ba huyệt đạo của mình. Hai người cùng một lúc xuất thủ thật độc nên cả hai đều bị chấn động. Chưởng lực của họ chậm lại rồi không hẹn mà cả hai đều nhảy lùi ra sau. Thế Ngọc nóng lòng thủ thắng, phải buộc Tần Lưu Bình phải trở về biên trấn, không được tái nhập Trung Nguyên, nên liền tập trung hết nội gia công lực, nhảy vút lên tung ra một cước vào Tần Lưu Bình không chậm trễ. Tần Lưu Bình liền dẫn công phát ra một luồng cương khí bảo vệ toàn thân, đồng thời tả chưởng của hắn quật ra một chiêu kịch độc. Lối đánh này tuy mới trông qua thì rất tầm thường, nhưng thật ra rất hao mòn chân lực. Cả hai qua một đoạn quyết liệt đều rướm cả mồ hôi. Tuy nhiên nét mặt của Tần Lưu Bình có vẻ trầm trọng hơn. Họ sử dụng từ chiêu thuật đổi sang nội công, chỉ trong vòng trường hợp một mất một còn thì họ mới vận dụng lối đánh này. Hà Thế Ngọc không phải là chàng không nhận biết điều này, nhưng nhìn qua đối phương thì chỉ có cách này mới thủ thắng, tuy có tiêu hao nội lực. Hai bên tiếp tục giao đấu. Trong lúc Tần Lưu Bình sắp sửa thủ bại, bỗng có tiếng cười trong trẻo đưa tới. Tiếng cười ấy không cách họ bao xa, nên cả hai đều dừng tay quay đầu nhìn về một hướng. Tiếng cười chưa tan, trong không gian đã có bóng người. Người mới đến là một nữ lang có nụ cười quyến rũ. Nhìn thấy người ấy, Tần Lưu Bình lộ vẻ mừng rỡ, trong lúc Hà Thế Ngọc đâm ra bối rối. Thiếu nữ vận cung trang đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, làm cho ba đối thủ mang hai tâm trạng khác nhau. Thế Ngọc thì lạnh lùng lặng yên, trong lúc Tần Lưu Bình hớn hở nói: chuyện muội đến thật là đúng lúc, hãy tiếp tay với Ngô huynh đi, trị tội tên tiểu tử kia. Thế Ngọc bật ra một tràng cười ngạo nghễ nói: dâm tạc, hãy giữ lời giao ước mà trở về xứ sở của mi đi, bằng không thiếu gia sẽ không dung mạng sống đâu. Thiếu nữ vừa xuất hiện không ai khác hơn chính là Triển Bội Ngọc. Nàng liếc nhìn mọi người bằng giọng sắc bén: một người như Tần huynh mà không thể trừng trị được y sao? Câu hỏi của thiếu nữ khiến cho Tần Lưu Bình vừa thẹn vừa giận. Hà Thế Ngọc nhưng y vẫn gườm gườm vì võ công cao cường của chàng. Trong lúc Triển Bội Ngọc hướng sang Hà Thế Ngọc gay gắt nói: ngươi nợ ta một chưởng thì dù có chạy đi khắp bốn phương trời, ta vẫn tìm được ngươi như thường. Tô Dân Bích nãy giờ đứng yên, bước tới cười gằn: tìm được rồi mới làm gì?
Trưởng Bội Ngọc nhìn cô gái họ Tô bằng đôi mắt té lửa, rồi cười lên lanh lảnh nói. Thế thì ta sẽ lóc thịt chúng bay, thài món nem công trả phụng gì đó, được không? Trước cử chỉ phách lối của thiếu nữ, Tô Dân Bích giận rung lên quát lớn. Hay là ngược lại, trong lúc hai thiếu nữ đối đáp, Tần Lưu Bình thì say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô gái họ Tô. Trong lúc Hà Thế Ngọc, chàng thầm nhủ. Ta với Tần Lưu Bích đã giao đấu nhau suốt buổi, nội lực cũng đã hao mòn, giờ đây phải so tài với thiếu nữ thì e rằng không tốt. Hoàn cảnh này ta phải nhịn nhục, chờ chân khí phục hồi rồi tái chiến cũng không muộn. Nghĩ thế cho nên chàng vừa âm thầm dẫn nội lực vừa ôn tồn hỏi. Cô nương đồng bọn với y sao? Triển Bội Ngọc không phủ nhận, nếu đúng thì sao? Thế Ngọc trầm tĩnh đáp. Dù gì đi nữa, ta cũng yêu cầu cô nương để ta giải quyết sự việc với y xong rồi sẽ tính sau. Triển Bội Ngọc cười miệng. Ta muốn chiều ý thiếu hiệp nhưng sợ cao đồ của chàng đã không chấp nhận. Tuy không sợ nhưng Hà Thế Ngọc cũng hơi nao núng. Thiếu nữ lại nói tiếp. Họ đã lên đến thiếu hiệp, hãy dàn xếp với họ đi. Vừa lúc đó thì ở dưới chân núi có bốn thiếu nữ bận cung trang màu vàng, cùng bốn thiếu niên giận y trang màu xanh, đang chạy nhanh lên núi. Thấy bọn họ vừa đến nơi, Tân Lưu Bình quýt lên một tiếng sáo lanh lảnh, rồi quay sang Thế Ngọc bật cười đắc thắng. Chung quy rồi dương vật kia cũng về tay đại gia. Thế Ngọc biểu môi. Bằng số người đó mà dâm tặc người dám lên mặt với ta sao? Triển Bội Ngọc chen vào. Thiếu hiệp cứ việc thử thì biết ngay thôi. Thế Ngọc vừa nói vừa dung quyền tấn công Tần Lưu Bình. Trước hết ta thử lấy mạng ngươi đã. Tần Lưu Bình trong lúc bất ý không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã bị nguy hại. Hắn ép mình vừa tránh vừa thủ liên tiếp mới tránh khỏi. Hành động của Hà Thế Ngọc đã làm cho Lưu Bình tức giận vô cùng. Nhưng hắn cũng sợ chàng không ít. Hắn vội dùng hết nội lực đánh ra một chiêu, đẩy lùi đối phương rồi nhanh như chớp nhảy lùi đứng vào hàng ngũ của bọn thiếu niên nam nữ. Triển Bội Ngọc cũng vội thối ra ngoài. Giữa đấu tràng chỉ còn lại Hà Thế Ngọc và Tôn Dân Bích mà thôi. Cả hai đang ngạc nhiên nhìn Tần Lưu Bình nói khích. Hãy xuất thủ đi chứ. Hà Thế Ngọc tức giận dung chưởng sáp lại. Nhưng thế trận mà trước đây chàng nắm phần chủ động với Tần Lưu Bình đã bị chuyển ngược lại. Thế Ngọc không ngờ chàng vừa tấn công Tần Lưu Bình thì đột nhiên một dừng áp lực do bọn thiếu niên nam nữ đã đẩy ra ngăn chặn và nhắm vào những huyệt đạo trên người của chàng ép tới. Tô Dân Bích cũng đang chịu chung tình trạng như chàng. Lúc chợt hiểu ra thì Hà Thế Ngọc mới biết mình lọt vào thế trận của bọn chúng. Không dám chậm trễ, chàng và Tô Dân Bích liền áp lưng vào nhau để đối phó với những cuồng phong ào ạt như sóng dở bờ ép vào hai người. Cũng may mà Hà Thế Ngọc và Tô Dân Bích không phải là tay võ công hạng tầm thường, nên trong nhất thời bọn chúng khó có thể hạ thủ được. Nhưng sức người có hạn, nếu cứ mãi cầm cự thì chẳng chống thì muộn, cả hai cũng phải bị thảm hại. Thế trận của Tần Lưu Bình như thiên la địa võng. Thế Ngọc cố tìm cách thoát ra ngoài nhưng không thể nào thoát được, mà dòng dây mỗi lúc như mỗi thắt chặt và kình lực như có sức ép nặng hơn. Nếu chúng chỉ hợp lực tấn công thì đối với Thế Ngọc không vất vả gì, bởi chàng không biết về trận đồ nên mới bị lâm vào dòng lúng túng như hiện giờ. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, Hà Thế Ngọc đã đẫm ướt mồ hôi, Tô Dân Bích thì gần như qua mắt. Triển Bội Ngọc đứng ở bên ngoài say sưa theo dõi trận đấu, quên cả mọi việc xung quanh. Nàng đâu ngờ trên đỉnh núi vừa xuất hiện một nữ lang trẻ tuổi, đẹp như ngọc nữ giáng phàm. Nàng giận một bộ đồ hồ cừu màu quyết dụ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp hồng hào của đôi má. Thiếu nữ vừa xuất hiện cũng chăm chú theo dõi trận đấu, trên môi vẫn chúm chím nụ cười, để lộ đôi má lúng đồng tiền thật xinh. Thấy trận đấu chưa tới hồi quyết kịch, nàng quay sang Triển Bội Ngọc lên tiếng. Cô nương, bọn họ làm gì vậy? Triển Bội Ngọc không ngờ có người đến cạnh mà nàng không hề phát giác ra được, bất giác lạnh toát cả người quay phát lại. Bắt gặp nét mặt ngây thơ nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ, buộc lòng nàng phải đáp. Họ đang đánh nhau, cô nương đến đây làm gì cho liên lụy? Nàng vẫn hồn nhiên nói. Nhân dịp đi ngang qua đây thấy chuyện vui nên dừng lại để xem.
Rồi nàng đưa một nắm hạt đào sang cho Triển Bội Ngọc. Cô nương dùng với tiểu muội cho vui. Triển Bội Ngọc dù khó chịu nhưng trước cử chỉ của cô gái cũng phải vui vẻ nói cảm ơn, nhưng để lát nữa đã. Rồi nàng lại chú một vào trận đấu. Thiếu nữ áo đỏ cũng vội quay lại. Đúng lúc Hà Thế Ngọc sắp lâm nguy. Nhanh như chớp vẻ tươi cười của cô gái áo đỏ tự nhiên biến mất. Nàng vội ném nhanh một hạt đào xước qua bả vai của thiếu niên áo xanh, làm trận đấu hơi ngừng lại, giúp cho Thế Ngọc thoát nguy. Đột nhiên trận đồ hơi trùng lại. Tần Lưu Bình ngạc nhiên vô cùng, nhưng chỉ một khắc thời gian hắn đã chỉnh đốn lại ngay. Riêng Triển Bội Ngọc thì nghi ngờ nhìn sang cô gái lạ mặt này, khi thấy nàng đang trố mắt ngạc nhiên nhìn trận đấu và ăn hạt đào một cách vô tư, làm cho Triển Bội Ngọc yên tâm. Thiếu nữ thấy Bội Ngọc nhìn sang, mỉm cười rồi hỏi: đánh nhau có chết không vậy? Bội Ngọc liền đáp: nếu sợ thì cô nên lánh đi nơi khác là hơn. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu: vui và đẹp quá, tiểu muội đi không đành. Bội Ngọc không nói, nàng lạnh lùng quay đi. Cứ mỗi lần Hà Thế Ngọc gần lâm nguy là một lần thiếu nữ áo đỏ âm thầm tiếp cứu. Triển Bội Ngọc vừa khám phá ra đã tức giận hét lớn: cô nương là ai? Thiếu nữ gằn giọng: khách qua đường. Bội Ngọc mỉm cười bí hiểm: tại sao cô nương lại xía vào chuyện của người ta? Thiếu nữ đến lúc này không nhịn được lên tiếng đáp: thấy kẻ yếu ta làm ngơ sao được chứ. Vừa nói vừa không kịp cho Bội Ngọc phản ứng, nàng đã hít một hơi dài rồi như cánh chim lao vút lên không trung. Thiếu nữ lộn ba vòng thì đã đáp ngay giữa trận đấu. Nàng vừa trấn an nói: thiếu hiệp và cô nương đừng ngại, có ta tiếp tài đây. Vừa nói nàng vừa thoăng thoắt tiến thối ở trong trận, song chưởng dung dút đẩy ra. Chỉ trong chốc lát, thế trận của Tần Lưu Bình đã bị tan rã. Hắn ta nhìn thiếu nữ muốn ăn tươi nuốt sống. Triển Bội Ngọc cũng không dằn được, nhảy vào cuộc đấu. Thiếu nữ tiếp ứng thật đúng lúc. Trong lúc Tô Dân Bích đã kiệt sức ngã quỵ xuống đất, Hà Thế Ngọc lúng túng vô cùng, thiếu nữ áo đỏ vội nói: thiếu hiệp giúp nàng vận công phục hồi nguyên lực, để cho ta tiếp bọn này hộ cho. Vừa nói nàng vừa lanh lẹ chống đỡ sự tấn công của phe Tần Lưu Bình một cách thản nhiên. Triển Bội Ngọc không ngờ thiếu nữ trẻ tuổi kia lại có võ công thâm hậu như vậy. Điều khiến cho nàng ngạc nhiên hơn là mỗi lần Bội Ngọc vừa xuất chiêu gì thì thiếu nữ cũng dùng chiêu thức y của nàng để trả công. Triển Bội Ngọc ngạc nhiên đứng trố mắt nhìn thiếu nữ rồi nói: nàng ngạc nhiên khi ta biết chiêu thức của môn phái nàng. Bội Ngọc gật đầu: phải, cô nương là ai? Thiếu nữ mỉm cười đáp: Lý Tiểu Loan. Dù có nói tên chắc cô nương cũng chưa hề nghe. Bội Ngọc càng thắc mắc hơn thì Lý Tiểu Loan đã tiếp: cô nương nhận biết chiêu thức này chứ? Vừa nói nàng vừa thi triển một chiêu trong Lục Trúc Bài. Bội Ngọc hốt hoảng lùi lại thốt: lãnh phong truy mạnh. Lý Tiểu Loan gật đầu: khá lắm, nhưng chắc cô nương chưa được nội tổ của cô nương truyền dạy có phải không? Bội Ngọc càng ngạc nhiên hơn, nhìn thiếu nữ như sửng sốt. Lý Tiểu Loan lại hỏi: như vậy cô chưa phải là đối thủ của ta đâu, kể cả những tay chân thuộc hạ của cô hiện có mặt ở tại đây nữa. Tần Lưu Bình cũng lo ngại khi thấy nét mặt hốt hoảng của Triển Bội Ngọc. Hắn vội nói: cô nương muốn gì? Lý Tiểu Loan lạnh lùng nói: biết tội thì hãy rút lui đi. Lúc này chưa đến giờ ta phạm sát giới, mi hãy hướng thiện thì ta tạm tha cho mi một lần đó. Nếu sau này gặp lại thì đừng có trách. Bội Ngọc đang do dự, thấy nét mặt nhăn nhó của Tần Lưu Bình, nàng vội vã đáp: chúng ta đi thôi. Rồi quay sang Lý Tiểu Loan nàng tiếp: sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Tiểu Loan cười đáp: nếu không ta cũng sẽ tìm tới Quý Cung một chuyến. Bội Ngọc không đáp, vội cùng bọn kia chạy đi, một thoáng đã mất dạng. Lý Tiểu Loan quay lại nhìn Hà Thế Ngọc và Tô Dân Bích đã vận công phục hồi nguyên lực xong. Chàng đứng lên nhìn Tiểu Loan một cách ngờ ngỡ. Dân Bích cũng cảm thấy dường như đã gặp cô gái này một lần, nhưng trong nhất thời chưa kịp nhớ ra. Chàng vội ôm quyền thi lễ nói: tại hạ vô cùng cảm ơn sự cứu trợ của cô nương. Lý Tiểu Loan mỉm cười thật tươi đáp: ồ, có chi mà thiếu hiệp và cô nương lại cho là ơn với nghĩa.
Chẳng qua là để trả lại lần tôi mang ơn thiếu hiệp vậy mà. Thế Ngọc ngạc nhiên, cô nương nói gì tại hạ không được hiểu. Lý Tiểu Loan phì cười, thiếu hiệp quên rằng đã có một lần ta vì vội vã nên bỏ quên hành lý tại một khách điếm, người đã đem đến hộ là gì? Thế Ngọc chợt nhớ ra rồi reo lên, à thì ra chúng ta là người quen với nhau cả. Cô nương bây giờ giang huynh của tôi đang ở đâu? Tiểu Loan ấp úng một lúc rồi đáp, à huynh ấy hành tung bất hình định, lúc nơi này lúc nơi kia nên ta cũng không rõ. Thế nàng không muốn nói cho nên Thế Ngọc cũng đành làm thinh không nói, không dám hỏi về Giang Nhã Trúc nữa. Rồi nàng lại hỏi hai người, việc xảy ra thế nào mà nhị vị lại giao đấu với bọn Liên Hoa Cung ở đây? Tôi Dân Bích kể rõ đầu đuôi cho Lý Tiểu Loan nghe. Đến đoạn Hà Thế Ngọc đến giao cứu thì Hà Thế Ngọc cũng kể rõ đầu đuôi. Nghe xong Tiểu Loan tức giận, thật là may mắn cho Tô cô nương, nếu lần sau gặp lại y, tiểu muội quyết sẽ không dung thứ. Dân Bích xúc động nói, nếu không có Lý cô nương tình cờ đi ngang qua đây, có lẽ bọn chúng tôi đã phải bị bại về tay bọn ma đầu đó rồi. Lý Tiểu Loan chợt nhớ ra rồi vội nói, nếu lần sau quý vị có gặp bọn Liên Hoa Cung thì điều cần nhất là phải động thủ ngay, đừng để cho chúng kịp lập thế trận. Rồi nàng lại chỉ dẫn tiếp, nếu bị chúng lập trận thì dù trận nào chúng ta cũng đừng phân tâm, mà phải đứng yên để định vị trí, rồi tả chưởng đánh ra một chiêu, rồi xéo người đứng bên hông của mình. Phải làm sao đánh cho y thối lùi, tất nhiên là thế trận sẽ sao động ngay, lúc đó ta vững tâm mà phá trận. Hà Thế Ngọc cảm ơn rối rít, thì Lý Tiểu Loan lại xua tay, chúng ta là người quen xin nhị vị đừng quá khách sáo. Tô Dân Bích nhìn trời chép miệng nói, tuyết rơi nhiều quá, chắc có lẽ sắp có trận mưa tuyết lớn xảy ra. Thế Ngọc hỏi Lý Tiểu Loan, bây giờ cô nương về đâu? Nếu cùng đường thì chúng ta cùng đi chung cho vui. Tiểu Loan vội đáp, ta phải trở về, chắc có lẽ không cùng lộ trình với nhị vị. Trời cũng sắp mưa lớn, thôi nhị vị xuống núi cho kịp. Hà Thế Ngọc và Tô Dân Bích thốt lời cảm tạ một lần nữa, rồi mới quay đi. Tiểu Loan trông theo dáng họ khuất dạng từ xa mà lòng mến thương. Chợt có tiếng cười nói đằng sau khiến cho nàng giật mình quay lại. Trời sắp mưa lớn mà cô nương xinh đẹp kia còn đứng đây sao? Khi thấy chàng trai mặt mày tuấn tú đang tiến lại, nàng quýt dài và đáp, mặc kệ ta, can gì đến Giang huynh. Thiếu niên vừa nói đó chính là Giang Nhã Trúc. Nghe vậy chàng vội giả lả nói, Loan muội còn giận ngu huynh sao? Nàng quay đi hờn dỗi, tiểu muội sẽ đứng đây cho đến lúc tuyết phủ đóng băng luôn. Nhã Trúc xuống nước nói, ngu huynh xin lỗi vậy. Hồi nãy nơi đây xảy ra một trận đấu vô cùng ác liệt. Giang Nhã Trúc hỏi nhanh, ai vậy? Tiểu Loan muốn ậm ừ để cho Nhã Trúc tức chơi, nhưng nàng không dám dội kể. Bọn Liên Hoa Cung bài trận đấu với Hà Thế Ngọc và Tô Dân Bích. Hà Tam Đệ vừa có mặt ở đây sao? Lý Tiểu Loan gật đầu rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Bọn Hà Thế Ngọc, Giang Nhã Trúc vô cùng ngạc nhiên. Chàng lẩm bẩm một mình, Tô Bích Dân có mặt, có lẽ cũng có Từ huynh. Nghe đến Từ Bửu Châu, Lý Tiểu Loan cười thật tươi. Có lẽ Giang huynh đang nghĩ đến anh chàng họ Từ và Tô Nương Nương. Nhã Trúc chỉ ậm ừ thì Tiểu Loan đã nói tiếp, Giang huynh à, tiểu muội không hiểu tại sao Giang huynh lại tỏ ra buồn giận khi hai người họ đi chung với nhau. Bộ cứ đi chung với nhau là yêu nhau sao? Rồi nàng lại tiếp, mà hiền tỷ của Giang huynh sao chưa lúc nào được huynh nhắc đến vậy? Nhã Trúc suy nghĩ rồi đáp, ta đâu có hiền tỷ đại tỷ gì đâu, nhưng dù có hay không ta cũng ghét anh chàng ta thất hứa. Lý Tiểu Loan tươi cười, sao Giang huynh biết Từ Bửu Châu thất hứa? Nhã Trúc lúng túng nói, vì chàng ta đi với Tô Dân Bích một cách rất là thân mật mà Loan muội đã thấy đó. Lý Tiểu Loan cãi, bộ như vậy là họ thương nhau sao? Giang huynh chỉ nghĩ quấy cho họ mà thôi. Ngay lúc này bỗng có một tràng cười nổi lên, cắt ngang sự chuyện trò của họ. Trời mưa như thế này mà hai đứa bay không nhường cho lão cuồng này một chỗ ẩn nấp hay sao? Tiểu Loan mừng rỡ, lã bá phụ, ngọn gió nào đưa đẩy bá phụ đến đây vậy? Cùng khất lã Trường Long đã hiện ra trước cửa hang.
Cái áo bông không đủ ấm làm cho lão rung lên cầm cập. Chòm râu bạc của lão giờ bạc trắng thêm vì tuyết bám đầy. Tuy vậy lão vẫn tươi cười và nói: mấy đứa nhỏ đi đâu lạc đến đây vậy? Nhã Trúc tránh sang một bên cho lão ngồi xuống và đáp: nơi đâu chúng cháu cũng đặt chân đến cả, vì chỉ có Liên Hoa Cung là khó đến hơn hết. Phải chi còn một lão tiền bối thì đỡ nhọc công đi tìm kiếm cao nhân để xin hỏi bí quyết phá trận. Lão cuồng khất liếc nhìn Tiểu Loan rồi nhìn Nhã Trúc, nheo mắt như muốn nói với chàng điều gì. Nhã Trúc hiểu ý, chàng vừa quay đi rồi chàng dùng truyền âm nhập mật. Hình như lão báo phụ có điều gì muốn chỉ giáo cho tiểu điệt. Lão gật đầu nói lớn cho Tiểu Loan khỏi nghi ngờ: lão mệt quá, đừng hỏi chuyện, để lão ngủ một lát đi, rồi lúc nào cơn mưa tan dứt thì ta gọi cho biết. Tiểu Loan liếc nhìn lão rồi nhìn Nhã Trúc mỉm cười, xong nàng cũng tựa đầu vào vách đá lim dim. Nhã Trúc đang nôn nóng thì đã có tiếng của lão cuồng khất dò dò ở bên tai: ba phụ tìm tiểu điệt khắp nơi giờ mới gặp, ta muốn tiểu điệt ra dùng quan ngoại một phen. Giang Nhã Trúc ngạc nhiên nói: ra quan ngoại trong mùa đông giá này sao? Lão cuồng khất đáp: lúc trước ta được biết có một người tên là Hồng Thái Châu, ông ta là người Trung Nguyên nhưng lấy vợ ở ngoài quan ngoại. Bà vợ của ông ta đẹp lắm nhưng lại độc không ai bằng. Hai vợ chồng là Hồng là hai tay cao thủ võ lâm, một người ở Trung Nguyên, một người ở quan ngoại. Nhã Trúc ngắt lời: nhưng chỉ muốn học bí quyết trận đồ. Lão cuồng khất cười đáp: thì ta đã nói hết đâu. Hai vợ chồng lão gây nhiều hận thù ở Trung Nguyên lắm, nhưng lão Hồng sau khi lấy được bà vợ đẹp, lão chỉ muốn sống cuộc đời yên ổn, cho nên mới khuyên vợ về quê hương ở quan ngoại để ẩn cư. Lão ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: lão Hồng và vợ của lão lúc ở Trung Nguyên đã đánh và giật được cô lão Mục một tập Mê Trung trận pháp rồi trốn đi mất. Nhã Trúc hỏi ngang: lão Mục có phải là một khải tiền bối? Lão cuồng khất cười đáp: đúng là y đó. Sau khi bị cướp, y đã đi tìm tung tích của hai vợ chồng lão Hồng khắp nơi nhưng không gặp. Gần đây y được biết quan ngoại có một nhân vật giỏi về trận pháp, lão Mục đã bàn cùng ta và ra quan ngoại một chuyến để tìm hiểu, biết đâu nhân vật đó không phải là Hồng Thái Châu cải danh. Sao lão bá không đi? Nhã Trúc lại hỏi thì cuồng khất lại nói: ta và lão định đi thì xảy ra cái vụ lão bị Liên Hoa Cung bắt giữ mất đó. Nhã Trúc thắc mắc: biết lão ở đâu mà tìm? Lão cuồng khất lên tiếng đáp: nghe đâu là lão ta ở Linh Viên Sơn, ta cũng đã cho Từ Bửu Châu biết tin này, hình như là một mình hắn lên đường rồi. Nghe Từ Bửu Châu cũng đi, Nhã Trúc cảm thấy vui và nôn nóng hỏi: bây giờ tiểu điệt đi một mình hay cùng lão bá và lon mũi? Nếu cho con bé này cùng đi thì ta nói riêng với một mình tiểu tử ngươi làm gì? Nhã Trúc định hỏi thì lão nói tiếp: con bé Lý Tiểu Loan hiểu ít nhiều về trận pháp nên ta mới muốn lưu nó lại ở đây, để cho nó giải phá những trận khủng bố của Liên Hoa Cung đang nhắm vào các đại môn phái. Hiền đệ không biết chứ, bọn chúng đã bắt đầu hoạt động mạnh với những tài thập nhị thái bảo và thập tú hộ pháp. Nhã Trúc thở dài, lão lại nói tiếp: Hiền Điệt và Bửu Châu rời khỏi Trung Nguyên trong lúc này thật là bất lợi cho phe chúng ta. Nhưng dù muốn dù không cũng phải chịu vậy, cho nên phải ở lại để giúp đỡ bọn trẻ một phen. Nên ta không thể giúp cho hai đứa bay được. Lúc này Giang Nhã Trúc mới hỏi lớn: bá phụ đã gặp Hà Thế Ngọc chưa? Lão cuồng khất kéo cao mũ rồi hỏi dồn: Tiểu Điệt có gặp nó không? Lý Tiểu Loan cũng mở choàng mắt ra đáp: Hà Huynh vừa rời khỏi nơi đây lúc trời sắp mưa, có lẽ còn ở trong thị trấn chưa đi xa đâu. Lão cuồng khất đứng lên kéo hai người ra ngoài cửa động. Tiểu Loan la lên: bá phụ, trời còn mưa mà. Lão không đáp, quay sang ra hiệu cho Giang Nhã Trúc, rồi dùng truyền âm nhập mật nói: ta đưa con bé này đi cho cháu dễ dàng đi một mình nha. Rồi không đợi cho chàng đáp, lão ta vội la lên: tốt, đây là một dịp để cho ta cho nó biết về con vợ của nó. Vừa nói lão ta điểm vào huyệt của Lý Tiểu Loan khiến cho nàng không cử động được. Lý Tiểu Loan la to lên nói: bá phụ, buông tiểu nữ ra. Mặc cho lão nói, lão giả vờ như không chú ý tới,
Nhã Trúc liền bế sóc Tiểu Loan lên, rồi nhắm hướng thị trấn lao đi. Trong mưa chẳng mấy lúc đã mất dạng. Nhã Trúc đứng nhìn theo một lúc rồi cũng nhắm hướng tây lao vút đi. Trong thâm tâm của chàng đang hình dung ra một bóng người thiếu niên đang băng mình trên vùng sa mạc tiết đông mà lòng nôn nao. Mặc cho mưa rơi tiết giá và túi lương khô gần cạn, Nhã Trúc cũng không màng. Chàng chỉ muốn mau chóng để đến vùng sa mạc để gặp Từ Bửu Châu. Thân hình của chàng vút đi như một làn sao. Chàng tưởng tượng như hình bóng của Bửu Châu đang ẩn hiện ở đằng xa. Thời gian trôi qua, trời đã ngã về chiều, nhưng bóng dáng của Từ Bửu Châu vẫn còn bạc tâm. Cũng vì kinh nghiệm giang hồ chưa có, giờ đây Giang Nhã Trúc mới thấu hiểu con người ở đời phải gặp nhiều rắc rối như thế nào. Giang Nhã Trúc lo âu vô cùng. Chàng trèo lên một ngọn đồi cao, chỉ thấy bốn bề vắng lặng như tờ. Không có một mái lá có thể trú thân, không một cây nào có thể ăn lót lòng. Trong những lúc lương khô gần cạn mà chàng cần phải để vượt qua vùng sa mạc hoang vu, mặt trời dần dần thấp xuống. Chung quanh Giang Nhã Trúc cảnh vật chìm vào đêm tối, gió lạnh thổi từng hồi, thông già rung động như chuyển động theo từng cơn gió. Nhã Trúc đứng lặng ở trên đồi ngẩn người bàng hoàng của cảnh rừng thông vắng vẻ im lìm về đêm. Lòng chàng phân vân hai nỗi, ở lại đêm trên đồi này hay tiến vào vùng sa mạc. Nhã Trúc chưa quyết định. Cũng bởi quá vội vàng theo cho kịp Từ Bửu Châu nên chàng không kịp chuẩn bị liều giải lương khô. Giờ đây ở lại thì không có chỗ để trú thân, mà ra đi thì cũng phải đi suốt đêm tiếp tục cuộc hành trình. Gió khuya buốt xương, Giang Nhã Trúc rùng mình vì cơn gió lạnh. Lúc ấy vào giữa canh đầu, chàng thấy cần phải hoạt động mới xua đuổi được cái lạnh của mùa đông. Chàng lướt nhanh xuống đồi dùng thân ảnh tinh quang lướt đi. Trên đường dẫn ra quan ngoại trong đêm tối hải hùng, Nhã Trúc vẫn lướt mau. Thỉnh thoảng chàng lại hú lên từng tiếng dài như xé thủng màn đêm, như để xua tan nỗi cô đơn ở trong lòng chàng trai. Hơi ấm từ thân thể của chàng tỏa ra khiến chàng bớt cơn lạnh ở bên ngoài. Trong màn đêm lạnh lẽo, đôi nhãn tuyến của chàng chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa phẳng lì. Đi mãi, đi cho đến lúc bình minh vừa ló dạng trên nền trời, lúc ấy chàng mới tạm dừng chân. Mệt mỏi suốt cuộc hành trình dài, Giả Trúc vội ngồi xuống tựa vào gò tuyết để nghỉ chân. Vì mệt mỏi cho nên Nhã Trúc không quan sát gò tuyết nổi lên trên mặt một cách lạ lùng. Vừa ngồi xuống chàng cũng đã lim dim vào thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc Giang Nhã Trúc đang mơ màng, đột nhiên gò tuyết chuyển động và một bóng người từ trong chui ra. Vì Nhã Trúc ngồi ở một phía khác nên người ở trong gò tuyết chui ra không trông thấy. Thì vũ nhẹ lớp tuyết để lộ ra một lối liều của số dân du mục. Tuyết phủ quanh liều, mới nhìn y như là một gò tuyết. Người ở trong liều là một thiếu niên, võ dõng khôi ngô. Sau một đêm ấm áp ở trong liều, thiếu niên đứng nhìn trời và thở ra những hơi dài khoan khoái vô cùng. Chợt những tiếng thở dài đều đều của người say ngủ làm cho y chú ý. Chàng ta bước nhẹ ra sau liều và sững lại trước mặt một chàng trai đang tựa lưng vào tuyết. Hai chân duỗi thẳng, hai tay khoanh trước ngực và ngủ một cách thản nhiên. Túi hành lý thì để kế bên, một cách tùy hứng. Người ở trong liều cũng chợt xúc động nhìn chàng thiếu niên đang ngủ. Tuyết rơi đầy trên mũ lông, trên áo hồ cừu, nhưng nét mặt thanh niên vẫn hồng hào dưới vành mũ, vì chỉ có đôi tay trắng xanh vì lạnh. Nhìn nét mặt hiền hòa của chàng trai mà lòng y chua xót, bước nhanh vào liều y lấy ra một tấm chăn bông còn ủ hơi ấm. Vội vàng nhẹ nhàng phủ lên người của chàng trai để cho thanh niên ngủ yên. Thiếu niên trong liều vội vàng đi chuẩn bị sửa soạn buổi điểm tâm. Lúc y trở ra thì chàng trai vẫn còn say ngủ. Chàng thiếu niên nhìn y chăm chăm đến độ xuất thần. Trên đôi môi y nở một nụ cười thật trìu mến. Vừa lúc đó thì thiếu niên cũng vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên của chàng trai đập vào nhẫn tiếng của chàng, khiến chàng mừng rỡ đến lặng cả người. Một thanh niên đã từng chém giết xông pha không hề nao núng, thế mà sự việc gặp gỡ này lại khiến y phải rướm lệ. Thiếu niên ở trong liều rung giọng gọi, Giang nhị đệ.
Thiếu niên kia là Giang Nhã Trúc. Chàng đứng bật lên, nắm chặt lấy bàn tay của chàng và gọi, mừng rỡ nói: Từ huynh, ở đâu đến vậy? Từ Bố Châu là chàng thiếu niên ở trong liều, nghe hỏi vậy liền nói: Ngô huynh đang ở trong liều đó, vào đây Trúc đệ, Ngô huynh đi làm thức ăn nóng để huynh đệ chúng ta lót lòng. Nhã Trúc đi theo vào liều, hơi lạnh và bụng đói như không còn nữa đối với Nhã Trúc trong lúc này. Sau khi dùng lương khô với Bửu Châu, Nhã Trúc nôn nóng lên đường để tìm cho ra tung tích của Hồng Thái Châu, để lấy lại bí kíp trận đồ mà lão ta đã cướp đoạt từ Bá Độ Tiên Mục Khải. Từ Bửu Châu lại muốn cho Giang Nhã Trúc lưu lại ở trong liều để dưỡng sức sau cuộc hành trình quá ư mệt nhọc. Qua một hồi bàn cãi, Bửu Châu đành phải chịu ý Nhã Trúc, vì đối với chàng thời gian quá cần và cấp bách. Hình như trời cũng tán đồng ý tưởng của hai chàng thiếu niên, nên cơn mưa tuyết bỗng dứt hẳn. Suốt một ngày, chỉ có chăng là những bông tuyết mỏng nhẹ bay trong bầu không khí. Tuy hơi lạnh lẽo, nhưng rất thoải mái đối với hai chàng thiếu niên này. Họ lướt nhanh bên nhau như cánh chim. Vừa thoáng thoát lướt trên mặt tuyết, Bửu Châu không quên liếc nhìn qua nhị đệ mình, rồi trìu mến nói: Nhìn nhị đệ làm cho Ngô huynh cảm thấy nôn nao, muốn gặp Giang tỷ của hiền đệ ngay. Giang Nhã Trúc mỉm cười lại hỏi: Tại sao Từ huynh lại có ý muốn gặp hiền tỷ của đệ lúc này? Từ Bửu Châu nhích bộ lướt đến gần Nhã Trúc nói: Vì cứ mỗi lần nhìn nhị đệ, không hiểu tại sao Ngô huynh lại nghĩ rằng đang chiêm ngưỡng dung nhan của vị hôn thê chưa gặp mặt của mình. Nhã Trúc bẽn lẽn quay đi, nhưng vẫn nói: Ồ, Từ huynh hôm nay sao lại có ý nghĩ như thế? Bửu Châu vẫn giữ nụ cười hồn nhiên: Đâu có gì mà để cho lạ kỳ. Nhã Trúc liền đáp: Tại sao không? Bửu Châu đáp tiếp: Nếu có chỗ thì nhị đệ hãy trình bày cho huynh được nghe rõ. Giang Nhã Trúc đáp nhanh: Đệ đường đường là một đấng nam nhi, mà Từ huynh lại nhìn ra một mỹ nhân thì có phải là kỳ quái không? Từ Bửu Châu bị bắt bẻ liền nói: Ai bảo rằng nhị đệ không đẹp bằng một mỹ nhân chứ? Nhã Trúc không nhìn Từ Bửu Châu, nhưng vẫn lên tiếng đáp: Giả sử như nhị đệ là gái thì hiền huynh có giữ ý định hứa hôn với hiền tỷ của đệ không? Từ Bửu Châu lúng túng đáp: Cái này có lẽ không có được. Giang Nhã Trúc thấy Từ Bửu Châu lúng túng liền nói tiếp: Tại sao không được? Từ Bửu Châu hỏi vặn lại: Nói vậy ắt là nhị đệ là gái sao? Giang Nhã Trúc hốt hoảng: Là gái hồi nào chứ? Từ Bửu Châu phì cười: Ai bảo nhị đệ bắt Ngô huynh phải trả lời một câu hỏi khó trả lời như vậy. Hai chàng thiếu niên đồng cười xòa lên rồi im lặng lướt nhanh về hướng quan ngoại. Vẫn miệt mài đi luôn ba ngày đêm, họ đã đặt chân đến dưới chân núi Linh Viên Sơn thì lương khô cũng đã cạn hết. Chung quanh không một bóng nhà, không có một loại cây nào có trái để ăn chung quanh vùng này. Sau cùng Từ Bửu Châu quyết định tiến lên phía ngọn núi. Chàng biết rằng trên ấy là nơi cấm địa của lão Hồng Thái Châu. Con đường lên càng lúc càng hiểm trở khó khăn, nên đã làm cho cả hai chàng thiếu niên phải vất vả vô cùng. Cảnh núi rừng vẫn im phăng phắc, không có một bóng người lai vãng, chứng tỏ rùng rợn vô cùng. Giang Nhã Trúc và Từ Bửu Châu cứ băng rừng vượt núi lao đi dung dút. Đến lưng chừng núi, cây rừng vẫn sừng sững, những thân cây cũng như mặt đất đều bị phủ kín bởi một lớp tuyết thật dày, và cũng chẳng tìm đâu ra một loại cây trái nào để lót dạ. Cảnh này thật ghê gớm thay. Sự lo lắng làm cho Giang Nhã Trúc phải thấp thỏm. Rồi chàng dừng lại, quay lại nói với Từ Bửu Châu: Hiền huynh, con đường quá hiểm nguy, mà đến lúc này đã nhận thấy cần phải tìm một chỗ nào để tạm nghỉ, rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới hy vọng có kết quả hơn. Chứ cứ mãi miết thế này, không khéo lại lọt vào cạm bẫy của lão Hồng Thái Châu. Nhận thấy Giang Nhã Trúc đề nghị hợp lý, cho nên Từ Bửu Châu gật đầu, rồi nhìn quanh để tìm một vị trí dựng lên một cái liều để nghỉ chân. Chàng nói: Được rồi, chúng ta tạm nghỉ chân ở nơi đây. Nếu quả thật là xào huyệt của lão Hồng Thái Châu ở trên đỉnh núi này, thì thế nào chúng ta cũng tìm gặp được dấu tích của lão ấy. Nhã Trúc vừa gật đầu lại vừa nói:
Biết đâu các môn hạ của lão ta sẽ đi lại vùng này, và chúng ta sẽ theo dấu của chúng sẽ tốt hơn. Vì lão là một tay mê nghiên cứu trận đồ, thì thế nào cũng vào được xào huyệt của lão bố trí đầy rẫy cạm bẫy bằng trận pháp. Từ Bửu Châu ngắt ngang: điều quan trọng bây giờ là lương thực để tìm sống. Từ Bửu Châu ngụy trang liều giải để khỏi bị phát giác. Hai người ngồi ở trong liều chưa tìm ra được biện pháp gì, chợt có tiếng hú lanh lảnh từ trên non cao vọng xuống. Tiếng hú đó ẩn chứa một tiềm lực dồi dào, nhưng nhận xét kỹ, Bửu Châu khẽ nói: tiếng hú của một loài vật chứ không phải người đâu. Nhã Trúc đồng tình đáp: đây là Linh Viên Sơn, thì có lẽ là tiếng hú của loài khỉ dưỡng chăng? Để trả lời câu hỏi của hai người, từ trên đỉnh cao, một bóng trắng lướt nhanh xuống triền núi. Trên lưng chừng núi thì bóng trắng nhỏ bé rồi lại dừng lại. Nhìn kỹ đó là một con dượng trắng, lông thật là đẹp. Đặc biệt là nó cũng được khoác ở bên ngoài một lớp áo bông và thật là khéo léo. Trước ngực lại đeo một túi vải bằng gấm đủ màu sắc sặc sỡ. Nhã Trúc và Từ Bửu Châu ngồi yên theo dõi, không dám gây ra một tiếng động nào. Ở bên ngoài, con bạch dượng đã dừng chân và quan sát một vùng quanh nơi nó đứng. Rồi bằng một bộ pháp lanh lẹ, nó leo lên trên một ngọn cây cao độ một trượng. Thân cây đó độ một người ôm, nhưng tuyết phủ trắng xóa. Đặc biệt trên cây, lá cây màu xanh mướt và không có tuyết bám, nhưng ở giữa chòm lá xanh đó lại là những cụm tuyết đông thật là dày. Vì có con bạch dượng xuất hiện cho nên Nhã Trúc và Từ Bửu Châu mới chú ý đến điểm này. Cả hai ngạc nhiên hơn nữa khi thấy con bạch dượng đưa tay gỡ lớp tuyết ở bên ngoài để lộ ra một thứ quả đỏ mọng như chu sa. Nó đưa lên mũi ngửi một cách thèm thuồng nhưng không dám ăn mà chỉ để vào cách cẩn thận. Hai tay con bạch dượng làm việc một cách vô cùng nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc thì nó đã hái đầy túi vải đó. Nó đang do dự dừng lại trên đọt cây thì chợt một tiếng hú khác vọng lại, làm cho con bạch dượng hoảng hốt phóng xuống và lao đến sườn núi dung dúc. Bửu Châu ôm chầm lấy Nhã Trúc mừng rỡ thốt: chúng ta không sợ thiếu lương thực rồi. Nhã Trúc hốt hoảng xô Từ Bửu Châu ra, vẻ mặt ngượng ngùng và nói: Từ huynh làm cái gì kỳ vậy? Từ Bửu Châu vì quá mừng rỡ nên không để ý đến bộ mặt sượng sùng và cử chỉ khác lạ của gian Nhã Trúc. Chàng chạy ra thân cây và nói: chúng ta đã có lương thực. Nhã Trúc không chú ý đến lời nói của Từ Bửu Châu, chàng trầm tư suy nghĩ.